Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại cái con hẻm 247 của đường Bình Tiên nè. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 8 quận 6 nha cô chú anh chị. Hướng này là mình xin ra vị trí mặt tiền đường của đường Bình Tiên ha. Cách khoảng có chừng là 60 mét thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra tới vị trí mặt tiền đường luôn. Ở ra ngoài đó là ra mặt tiền đường, thì rẽ trái là mình đi về ngay chỗ chợ Bình Tiên ha. Rẽ phải thì mình đi về bên hướng về Văn Thân, hướng về bên Võ Văn Kiệt nha cô chú anh chị, hướng về bên quận 6 của chú anh chị ha. Ở đây hướng di chuyển ra, còn mình rẽ trái thì mình đi ra trục đường đó là mặt tiền đường đường Bình Tiên, giao với lại đó là đường Phạm Phú Thứ ha, ngay góc chợ luôn. Còn hướng di chuyển lên nữa là mình sẽ đi về bên Hậu Giang giao với lại Minh Phụng với lại Bình Tiên ha. Ở đây là trục đường hẻm 247 nè. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường 8 quận 6 nha. Từ đây mình đi vô, rồi từ vị trí của nhà của mình ra ngoài đây thì nó cũng khá là gần. Còn cái hướng này là cô chú anh chị mình sẽ đi về hẻm 279 của đường Bình Tiên nè, hướng này ha, hướng về hẻm 279 đường Bình Tiên. Còn cái hướng này là mình sẽ đi vô vị trí ngôi nhà của mình. Thì cái căn nhà của mình có kết cấu là một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Nhà mình thì có sổ hồng riêng ha, pháp lý rõ ràng. Với cái mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng chỉ có 1.580.000.000 thôi. Đó, hướng này mình đi di chuyển vô bên trong nè. Và giá này thì vẫn còn thương lượng ha. Hướng này di chuyển vô bên trong, rẽ trái nha cô chú anh chị ha. Thì đường này là hẻm ba gác nha, hẻm này là hẻm ba gác và vị trí này hẻm này cũng là hẻm ba gác luôn. Còn từ đây mình ra ngoài đó thì nó cũng khoảng cỡ chừng là 70 đến 80 mét thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra tới mặt tiền đường. Rồi tới đây thì cô chú anh chị mình sẽ rẽ tay phải ha, để mình đi vô vị trí ngôi nhà của mình nè. Hướng này vô mình sẽ đi thông ra hẻm 279 của đường Bình Tiên nha. Hẻm này đi thông qua hẻm 279 thì nhà mình hiện tại đang có cái địa chỉ là 279 của đường Bình Tiên. Còn cái hướng này thì mình đi về bên mặt tiền. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ đi vào bên trong hẻm này để review cho chú anh chị mình. Ở đây thì nó gần chợ nha, đó là gần chợ Bình Tiên nè. Ở đây gần chợ Bình Tiên ha. Nói chung là hẻm nhà mình thì hẻm thông từ 247 Bình Tiên mình thông ra 279 Bình Tiên, nó khá là gần nha cô chú anh chị. Đó, hẻm này thì hẻm xe ba gác ha, thì cô chú anh chị mình có xe ba gác mình di chuyển thoải mái luôn nha. Đó, cái hướng này mình di chuyển nè. Đó, hướng này mình di chuyển thẳng qua, mình rẽ phải là mình ra hẻm 279 Bình Tiên nha. Đó, thì cái căn nhà của mình đây, căn nhà của mình nó nằm ở trong cái con hẻm này, mình di chuyển vô bên trong nè. Hiện tại thì ở đây đầu hẻm là 279/29 đường Bình Tiên thuộc phường 8 quận 6 nè. Ở đầu hẻm nè, đầu hẻm 29 nè cô chú anh chị. Đó, đầu hẻm 29 mình di chuyển vô bên trong ha, là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Nhà mình nó nằm ở sau lưng cái căn này, sau lưng cái căn 279/29 nè, sau lưng căn này là tới cái căn nhà mình. Căn nhà mình có kết cấu một trệt hai lầu nè, đó lầu 1 nè, lầu 2 nó nằm ở bên trên nè cô chú anh chị. Nhà thì có sổ hồng riêng ha, pháp lý rõ ràng, mua bán thì mình chỉ không chứng sang tên. Mức giá thì nói chung là quá là rẻ rồi cô chú anh chị ơi. Nhà có sổ hồng riêng gần ngay chỗ chợ luôn, ở đây thì gần chợ nè, rồi gần trường học nè, rồi gần ngay chỗ góc Hậu Giang với lại Bình Tiên, hướng về bên chợ Bình Tây nó cũng khá là gần ha. Ở cái hẻm này thì nó có cái độ rộng là khoảng cỡ chừng là 2 mét nha cô chú anh chị. Hẻm này nó rộng khoảng cỡ chừng là 2 mét ha. Thì ở đây thì cô chú anh chị mình có xe ba gác, mình di chuyển xe ba gác vô tới nhà mình được luôn. Nếu mình có vận chuyển đồ á nha thì mình di chuyển xe ba gác vô tới nhà mình ha. Còn nếu cô chú anh chị nào mình muốn đi xe ba gác là mình đi hướng này. Cái hướng này là hướng để đi xe ba gác nha cô chú anh chị. Tại vì thường ở góc đằng kia có sửa nhà. Đợt trước Nguyễn Hoàng có quay một cái căn ở bên kia rồi. Thì đợt trước là có sửa nhà ở bên kia thì nói chung là xe ba gác người ta vẫn di chuyển vô bình thường. Và người ta đi cái hẻm ở phía sau này, cái hẻm 247 này mình di chuyển vô nè. Người ta đi cái hẻm 247 này di chuyển vô ha. Đó là mình đi vô tới đây. Vô tới đây thì cô chú anh chị mình sẽ rẽ tới trái đây, để mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Nhà một trệt hai lầu ha cô chú anh chị. Ở bên trong đây thì có khoảng có chừng là 5 căn nhà thôi. Ở bên trong đây có khoảng có 5 căn nhà ha. Ở này từng trệt của ngôi nhà mình nè, lầu 1 nè và lầu 2 nó nằm ở bên trên. Ở đây cái căn nhà của mình đây. Căn nhà mình ha, hiện tại với bề ngang là từ đây nè qua cái góc tường bên kia là 3m22 nha. Đầu đuôi đều 3m22, nhà vuông vức nha cô chú anh chị. Và chiều dài vô trong là 3m04 ha. Ngang 3m22, dài 3m04. Tổng diện tích đất của ngôi nhà này là gần 10m2 nha cô chú anh chị. Tổng diện tích đất là gần 10m2, kết cấu một trệt hai lầu nè. Có tổng cộng 2 phòng ngủ nha cô chú anh chị ha. Có sổ hồng riêng luôn, pháp lý rõ ràng, mua bán thì ký công chứng sang tên nha. Đó, hẻm trước nhà của mình đây,
hẻm rộng khoảng 2 mét nha. Hẻm này thì cô chú anh chị mình có xe, mình để xe ở đây nè, mình để xe trước cửa nhà mình được luôn, hoặc là mình để ở đây nè, để một chiếc ở đây, hai chiếc ở đây nè, mình để ngay dọc dọc cái lối này nè. Nói chung là mình để gọn gàng, để cho còn cái lối để cho những cái nhà ở bên trong người ta di chuyển nữa cô chú anh chị nha. Nhà này có hai lớp cửa, đó là lớp cửa sắt không lá ở bên ngoài, lớp này lớp không lá nha cô chú anh chị, và một lớp cửa nhôm. Cửa này cửa nhôm nè, cửa này cửa nhôm nha cô chú anh chị ha. Đó, một lớp cửa sắt không lá và một lớp cửa nhôm. Ở nhà mình thì có đồng hồ điện nè, đồng hồ điện nó nằm ở bên tay trái nè. Đó, đồng hồ điện của nhà mình đây, còn đồng hồ nước của nhà mình thì nó nằm ở dưới này, nằm ở bên dưới này nha cô chú anh chị ha. Đồng hồ nước nó nằm ở bên dưới này. Ở đây là khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà mình đây. Bếp của nhà mình thì trước mặt cô chú anh chị mình. Đó, toilet kế bên, cầu thang bên này để mình di chuyển lên bên trên ha. Ở đây thì mình để được khoảng 2 đến 3 chiếc xe nha. Ở gian bếp của mình thì nói chung là có cái bồn rửa chén nè, với lại cái khoảng không gian để cô chú anh chị mình để bếp ga ở đây thôi. Đó, rồi cái lối này mình để đồ nè. Rồi bên này thì có một cái cửa sổ nữa, cửa sổ nhôm sinh pha nha cô chú anh chị. Cửa này cửa nhôm sinh pha ha. Đó, cửa cái lùa nè, cửa nhôm sinh pha nè. Họ lấy cái không khí gió từ bên ngoài vào nè cô chú anh chị. Ở khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà mình. Ở đây là khoảng không gian khu vực phòng khách. Nói chung là rộng rãi nha cô chú anh chị. Đó, rộng rãi ha. Nói chung là cũng có bếp nè, rồi có toilet nè, rồi cái cầu thang để mình di chuyển lên. Bề ngang của ngôi nhà này là 3m22 nha cô chú anh chị, và chiều dài là 3m04 ha. Kết cấu một trệt hai lầu. Tổng diện tích đất của ngôi nhà này đang sở hữu là gần 10m² nha cô chú anh chị ha. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên nha. Và đây là khoảng không gian khu vực toilet của ngôi nhà mình nè, gạch ốp cao ráo lên tới bên trên luôn. Ở đụng trần lên tới bên trên luôn cô chú anh chị. Ở hệ thống đèn led âm ở bên trên nè. Ở gạch tường nè, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Ở phía dưới này thì có bồn cầu, rồi vòi sen tắm rồi đầy đủ hết. Cửa này thì xài là cửa nhôm nha. Cửa nhôm nha cô chú anh chị, cửa này là cửa nhôm. Ở cầu thang thì nó nằm ở bên này để mình di chuyển lên bên trên nè. Cầu thang thì hiện tại là chủ đang làm cầu thang bằng sắt. Đó, cầu thang này là cầu thang bằng sắt ha. Bề mặt thì bằng đá hoa cương. Đó, bề mặt đi bằng đá hoa cương. Ở đây cô chú anh chị mình để được mấy chiếc xe á. Đó, 2-3 chiếc xe ở đây cũng được nè. Rồi còn bên trên này á, để mình di chuyển lên bên trên lầu của chú anh chị. Đó, giờ ông Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên lầu 1 nè. Lầu 1 có 2 phòng ngủ của chú anh chị nha. Ở lầu 1 có 1 phòng ngủ. Và lầu 2 thì có 1 phòng nữa. Phía này sẽ là khoảng không gian cửa sổ nè, lấy không khí gió từ bên ngoài vào nè. Cửa rất là nhẹ luôn, đẩy cái là qua liền. Ở này lấy không khí gió từ bên ngoài vào nha cô chú anh chị. Ở đây thì 1 phòng ha. Ở khoảng không gian này 1 phòng. Ở đây thì hiện tại chưa có bật điện. Đó, để bật điện cho cô chú anh chị mình xem, sáng liền. Ở hệ thống đèn led âm ở bên trên nữa nè. Phía sau này có ô cửa sổ nha. Ở phía sau này có ô cửa sổ lấy ánh sáng, lấy gió nè. Ở đây một phòng rộng nha quý vị, phòng này rộng nha. Phòng này mình ngăn vách nhôm lên, mình chừa cái lối đi nhỏ nhỏ để mình đi lên bên trên lầu 2 nha. Còn ở đây thì mình làm được một phòng nè, nó cũng thoáng nè quý vị. Để quý vị chị mình ngắm lại khoảng không gian phòng này, nói chung là nó cũng rộng rãi lắm. Cái này mình tuyệt vời đó quý vị, mình ở khoảng cỡ 3 đến 4 người được nha. Ở đây mình ở 2 người nè, bên trên mình ở 2 người nữa là đủ 4 người rồi. Ở toilet thì hiện tại chỉ có một cái toilet thôi, nằm ở dưới tầng trệt thôi. Ở nếu cô chú anh chị nào mình muốn làm thêm toilet thì cái lầu 2 mình chịu khó mình làm ngay phòng nhỏ lại tí ha. Với lại đặc biệt ở đây nó cũng gần chợ, đó là gần chợ Bình Tiên, nó cũng thuận tiện trong cô chú anh chị mình di chuyển ha, để mình ra ngay chỗ chợ Bình Tiên nó cũng khá là gần. Tay vịn này là bằng sắt nha cô chú anh chị, bề mặt thì bằng đá hoa cương nè, bề mặt này là bằng đá hoa cương, tay vịn thì bằng sắt. Đó, bề mặt bằng đá hoa cương ha. Lên bên trên đây thì sẽ có một phòng nữa. Ở bên trên đây có khoảng không gian toilet luôn cô chú anh chị ơi. Nhà mình được cái là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn. Có khoảng không gian ban công để cô chú anh chị mình là mình phơi đồ luôn nè. Ở ban công phía sau nè, mình phơi đồ luôn nè, quá tuyệt vời luôn. Ở bên này là mình phơi đồ nè, bên này có cái toilet nữa nè, là tính ra nhà mình 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh luôn, quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Bên trên đây có bồn nước nè, bồn inox rồi bồn nhựa nè. Đó, chủ đã làm sẵn cho cô chú anh chị mình hết rồi. Ở bên này thì cửa sổ của nhà mình ha. Căn này mức giá là rẻ đó cô chú anh chị. Chỉ có 1.580.000.000 thôi. 1.580.000.000 thôi sở hữu một cái ngôi nhà kết cấu một trệt hai lầu, nằm ở quận 6 của chú anh chị ha.
hẻm 279 của đường Bình Tiên thông ra hẻm 247 của đường Bình Tiên. Kết cấu một trệt, hai lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Và cái ngôi nhà này hiện tại thì cũng đang có cái hướng chánh, đó là hướng bắc nha quý anh chị. Nhà mình hiện tại đang hướng bắc ha. Đó, nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng luôn. Ở khu vực này là ban công của ngôi nhà mình đây. Đó, phải. Ở chủ làm sẵn cái đường ống để đi đi máy giặt nè quý anh chị. Ở cái đường ống đi máy giặt của nhà mình đây. Đó, đường ống cấp, đường ống xả nè, để mình đi máy giặt nè. Ở chủ làm sẵn rồi thì cô chú anh chị mình thể mình đi máy giặt ở đây, mình để máy giặt ở đây ha. Rồi sau đó thì mình treo đồ thì mình móc ở đây nè. Ở này chủ làm sẵn luôn rồi nè. Đó, làm cái thanh này nè, cái thanh này để mình treo đồ, mình phơi đồ ở đây nè, rất là tiện luôn nha. Ở ngôi nhà này khóa quá tiện luôn á cô chú anh chị. Ở có toilet ở bên trong nữa nè. Ở toilet bên trong cũng có trang bị nè, vòi nước rồi bồn cầu, lavabo, đồ đầy đủ hết. Ở gạch thì cũng ốp cao ráo lên tới bên trên luôn. Nói chung là nhà thì nói chung là mới nha cô chú anh chị. Căn này phù hợp nha. Thì cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ ở ngoài ngay để mình qua mình xem nha cô chú anh chị. Ngang 3m22 và chiều dài của ngôi nhà mình là 3m04 nha. Kết cấu một trệt, hai lầu, tổng diện tích đất là gần 10m2. Ở có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mức giá chỉ có 1.580.000.000 thôi mà sở hữu được ngôi nhà hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn, gần ngay chỗ chợ Bình Tiên nè. Ở đây thì thuận tiện cho cái việc mà mình di chuyển nha. Nếu của chú anh chị nào quan tâm kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem cái ngôi nhà này nha. Ân ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Và nhớ liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796 379 nha của chú anh chị. Còn nếu của chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha, giúp cho chủ nhà bán được nhà, giúp người mua được cái căn nhà của chú anh chị. Ở nhà pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, đang có hướng chánh là thuộc hướng bắc nha. Ở gần ngay chỗ chợ Bình Tiên nè. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi và quan tâm kênh của Nguyễn Hoàng nha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha quý chú anh chị.